Thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau một ngày rưỡi triển khai công tác lấy phiếu tín nhiệm và chiều nay thì Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu phê chuẩn. Kết quả lần lấy phiếu tín nhiệm này thì đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cử tri và dư luận xã hội. Và trong trường quay lúc này thì có biên tập viên Hà Lan theo dõi về cả quá trình lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội và sẽ gửi tới quý vị khán giả những kết quả đầy đủ nhất. Vâng, xin mời chị Hà Lan. Vâng, cảm ơn biên tập viên Thu Hằng và Tuấn Anh. Thưa quý vị và các bạn, với quy trình các bước được triển khai cẩn trọng thì kết quả lấy phiếu tín nhiệm được Quốc hội công bố vào đầu giờ chiều nay thì đã được các đại biểu Quốc hội, được cử tri và nhân dân đón nhận cũng như là đánh giá cao. Việc thực hiện đúng, đủ và thận trọng theo nghị quyết 96 quy định rất cụ thể các mốc thời gian về việc thực hiện quy trình và thủ tục lấy phiếu và bỏ phiếu đã giúp cho các vị đại biểu Quốc hội có thêm điều kiện để đánh giá một cách công tâm và khách quan nhất với 44 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn lần này. Và chiều nay thì Quốc hội cũng đã hoàn thành các bước quan trọng cuối cùng theo quy trình này. Phóng viên Linh Chi đưa tin từ nhà Quốc hội. Ngay đầu giờ sáng nay, Quốc hội đã nghe trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội. Ngay sau đó thì Quốc hội cũng đã thành lập ban kiểm phiếu và thực hiện lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín theo 3 mức, đó là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp với 44 lãnh đạo được lấy phiếu tín nhiệm. Về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người. Đầu giờ chiều nay, ban kiểm phiếu đã báo cáo kết quả kiểm phiếu. Sau đó thì Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã trình bày dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn, bảo đảm nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết. Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn, với 470 trên 472 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành. Chiều nay thì ngay sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu phê chuẩn, kết quả phiếu bầu đã được công khai và minh bạch trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri và nhân dân cả nước được biết đến. Và sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 lãnh đạo, bao gồm 1 người thuộc khối Chủ tịch nước, 17 người thuộc khối Quốc hội, 23 thành viên chính phủ, 2 nhân sự của khối các cơ quan tư pháp và 1 người thuộc khối Kiểm toán nhà nước. Khối Chủ tịch nước, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, tín nhiệm cao 410 phiếu, tín nhiệm 65 phiếu, tín nhiệm thấp 6 phiếu. Khối Quốc hội, ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, tín nhiệm cao 437 phiếu, tín nhiệm 32 phiếu, tín nhiệm thấp 11 phiếu. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, tín nhiệm cao 414 phiếu, tín nhiệm 63 phiếu, tín nhiệm thấp 4 phiếu. Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội, tín nhiệm cao 392 phiếu, tín nhiệm 85 phiếu, tín nhiệm thấp 3 phiếu. Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội, tín nhiệm cao 391 phiếu, tín nhiệm 87 phiếu, tín nhiệm thấp 2 phiếu. Ông Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, tín nhiệm cao 426 phiếu, tín nhiệm 49 phiếu, tín nhiệm thấp 3 phiếu. Bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, tín nhiệm cao 373 phiếu, tín nhiệm 93 phiếu, tín nhiệm thấp 14 phiếu. Ông Dương Thanh Bình, Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tín nhiệm cao 312 phiếu, tín nhiệm 154 phiếu, tín nhiệm thấp 15 phiếu. Ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, tín nhiệm cao 396 phiếu, tín nhiệm 80 phiếu, tín nhiệm thấp 5 phiếu. Ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, tín nhiệm cao 367 phiếu, tín nhiệm 106 phiếu, tín nhiệm thấp 8 phiếu. Ông Y Thanh Hà Nghê Kram, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, tín nhiệm cao 352 phiếu, tín nhiệm 116 phiếu, tín nhiệm thấp 12 phiếu. Ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, tín nhiệm cao 375 phiếu, tín nhiệm 101 phiếu, tín nhiệm thấp 4 phiếu. Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, tín nhiệm cao 354 phiếu, tín nhiệm 83 phiếu, tín nhiệm thấp 5 phiếu. Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, tín nhiệm cao 365 phiếu, tín nhiệm 73 phiếu, tín nhiệm thấp 4 phiếu.
bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tín nhiệm cao 381 phiếu, tín nhiệm 55 phiếu, tín nhiệm thấp 5 phiếu. Ông Lê Tấn Tới, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Tín nhiệm cao 361 phiếu, tín nhiệm 77 phiếu, tín nhiệm thấp 2 phiếu. Ông Hoàng Thanh Tùng, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Tín nhiệm cao 365 phiếu, tín nhiệm 73 phiếu, tín nhiệm thấp 3 phiếu. Ông Nguyễn Đắc Vinh, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội. Tín nhiệm cao 346 phiếu, tín nhiệm 84 phiếu, tín nhiệm thấp 12 phiếu. Khối Chính phủ, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, tín nhiệm cao 373 phiếu, tín nhiệm 90 phiếu, tín nhiệm thấp 17 phiếu. Ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ, tín nhiệm cao 384 phiếu, tín nhiệm 90 phiếu, tín nhiệm thấp 6 phiếu. Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương, tín nhiệm cao 229 phiếu, tín nhiệm 189 phiếu, tín nhiệm thấp 61 phiếu. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tín nhiệm cao 279 phiếu, tín nhiệm 164 phiếu, tín nhiệm thấp 35 phiếu. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tín nhiệm cao 312 phiếu, tín nhiệm 142 phiếu, tín nhiệm thấp 26 phiếu. Ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tín nhiệm cao 187 phiếu, tín nhiệm 222 phiếu, tín nhiệm thấp 71 phiếu. Ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tín nhiệm cao 448 phiếu, tín nhiệm 29 phiếu, tín nhiệm thấp 4 phiếu. Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tín nhiệm cao 316 phiếu, tín nhiệm 148 phiếu, tín nhiệm thấp 17 phiếu. Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tín nhiệm cao 308 phiếu, tín nhiệm 143 phiếu, tín nhiệm thấp 30 phiếu. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, tín nhiệm cao 262 phiếu, tín nhiệm 167 phiếu, tín nhiệm thấp 52 phiếu. Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tín nhiệm cao 219 phiếu, tín nhiệm 200 phiếu, tín nhiệm thấp 62 phiếu. Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế, tín nhiệm cao 239 phiếu, tín nhiệm 186 phiếu, tín nhiệm thấp 54 phiếu. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, tín nhiệm cao 329 phiếu, tín nhiệm 109 phiếu, tín nhiệm thấp 43 phiếu. Ông Hầu A Lệnh, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, tín nhiệm cao 260 phiếu, tín nhiệm 185 phiếu, tín nhiệm thấp 36 phiếu. Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, tín nhiệm cao 371 phiếu, tín nhiệm 102 phiếu, tín nhiệm thấp 7 phiếu. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, tín nhiệm cao 306 phiếu, tín nhiệm 152 phiếu, tín nhiệm thấp 19 phiếu. Ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ, tín nhiệm cao 263 phiếu, tín nhiệm 195 phiếu, tín nhiệm thấp 22 phiếu. Ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, tín nhiệm cao 334 phiếu, tín nhiệm 119 phiếu, tín nhiệm thấp 24 phiếu. Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tín nhiệm cao 241 phiếu, tín nhiệm 166 phiếu, tín nhiệm thấp 72 phiếu. Ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, tín nhiệm cao 370 phiếu, tín nhiệm 102 phiếu, tín nhiệm thấp 8 phiếu. Ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, tín nhiệm cao 328 phiếu, tín nhiệm 137 phiếu, tín nhiệm thấp 14 phiếu. Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, tín nhiệm cao 237 phiếu, tín nhiệm 197 phiếu, tín nhiệm thấp 45 phiếu. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, tín nhiệm cao 353 phiếu, tín nhiệm 110 phiếu, tín nhiệm thấp 17 phiếu. Khối Tòa án, Viện Kiểm sát, Kiểm toán Nhà nước, ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, tín nhiệm cao 311 phiếu, tín nhiệm 142 phiếu, tín nhiệm thấp 28 phiếu. Ông Lê Minh Chí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, tín nhiệm cao 337 phiếu, tín nhiệm 130 phiếu, tín nhiệm thấp 11 phiếu. Ông Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước, tín nhiệm cao 292 phiếu, tín nhiệm 173 phiếu, tín nhiệm thấp 14 phiếu. Thưa quý vị, ngay trong chiều hôm nay, bên lề hành lang Quốc hội, sau khi thực hiện trọng trách của mình trên tờ lá phiếu, nhiều đại biểu Quốc hội cũng tự tin rằng sau 2,5 năm, họ đã có đủ thời gian
hồ sơ, dữ liệu và quan sát trên thực tế về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của 44 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm để họ có được những quyết định chính xác, công tâm và khách quan nhất. Đại biểu thì kỳ vọng kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh lần này là những con số thực sự biết nói, là những thông điệp của đại biểu và cử tri gửi tới các vị lãnh đạo. Thế nhưng cái 2,5 năm thì tôi thấy rằng là cái thời gian này đủ để cho các đại biểu Quốc hội phân tích, đánh giá, nhìn nhận một đồng chí là làm việc tốt đến đâu. Và cái tốt đến đâu được thể hiện chính ở cái mức độ tín nhiệm. Và cái kết quả này chính là một cái con số nó cũng thể hiện rất là dân chủ, khách quan, công tâm. Và tôi tin là qua cái kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này thì nó sẽ tạo được một cái điểm nhấn và cũng là cái điều kiện hết sức quan trọng. Và mỗi cán bộ của chúng ta hãy tiếp tục phấn đấu tự soi tự sửa. Người được nhận phiếu thì rất là nhiều tâm trạng. Tuy nhiên thì tôi cho rằng là quan trọng là cái người nhận những kết quả đó thì người ta nhìn nó ở góc độ nào. Và chúng ta nhìn vào kết quả đó để có thể là làm tốt hơn công tác cán bộ. Chúng ta chọn lựa, đánh giá cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho đại hội đảng nhiệm kỳ tới. Và các bộ trưởng có dịp nhìn lại mình để mà có thể xem lại những cái hạn chế thiếu sót gì để có thể mà khắc phục. Có một số chức danh mà không được cao lắm thì tôi thấy là có lẽ là nó cũng hơi buồn. Nhưng mà rồi tôi nghĩ đấy là cái dịp mà để cho các bộ trưởng là cũng nhận ra vấn đề và có thể thấy là biết là ngoài cái kỳ vọng của đảng thì còn cái niềm tin của nhân dân người ta muốn gửi gắm như thế nào. Và mình cũng phải cố gắng là khi mà nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa này chúng ta làm là mọi cái nó phải minh bạch và phải hướng nhân dân. Những cái người mà được lấy phiếu có kết quả tín nhiệm thấp cũng phải thẳng thắn nhìn nhận lại cái việc thực thi công vụ của mình và sẽ có những cái nỗ lực để làm sao hoàn thiện hơn nữa cái việc thực thi công vụ, khắc phục được những cái yếu kém. Tôi tin vào bản lĩnh và của các bộ trưởng cũng như tin vào cái cách đánh giá công tâm của các đại biểu cũng như là cách nhìn nhận của cả hệ thống chính trị chúng ta. Đấy là sự nhìn nhận để bước tiếp, để đáp ứng được cái kỳ vọng của cử tri, của nhân dân. Và chắc chắn là cái kết quả của bỏ phiếu này, cái đích cuối cùng của nó là chúng ta sẽ có một cái đội ngũ các bộ trưởng mạnh hơn, dạn dày hơn, trách nhiệm hơn. Ngay sau khi kết quả lấy phiếu được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, trao đổi với truyền hình Cội Việt Nam, các chuyên gia, học giả nhận định kết quả đã phản ánh tương đối chính xác mức độ tín nhiệm với các vị trí lãnh đạo. Và đáng chú ý thì đã có sự phân hóa rõ rệt về kết quả. Và đa số tín nhiệm cao thì đến từ các vị lãnh đạo Quốc hội, ủy viên Thường vụ Quốc hội. Trong khi đó thì ở khối chính phủ, một số bộ trưởng lại có số phiếu tín nhiệm thấp khá là cao. Và các học giả thì cho rằng là đây là cái sự phản chiếu ở những bức xúc của cử tri đối với một số lĩnh vực trong đời sống kinh tế xã hội trong thời gian qua. Và truyền hình Quốc hội Việt Nam thì cũng đã ghi nhận các ý kiến này ngay trong chiều ngày hôm nay. Tín nhiệm lần này thì là nó có thể hiện có sự chênh lệch khác nhau. Đồng chí đại biểu Quốc hội cũng đã cân nhắc trên cái cơ sở kết quả làm việc của các đồng chí mà được bổ nhiệm và được phê duyệt phê chuẩn, cũng như là cân nhắc trên và lắng nghe ý kiến bức xúc của cử tri. Tuy nhiên thì tôi cũng phải nói rằng là đây cũng chỉ là mức tương đối, chứ không phải là, bởi vì đây cũng chỉ là một nhân tố, một yếu tố để tham khảo đánh giá cán bộ thôi. Bởi vì là còn cả một quá trình dài, trong quá trình là phải giám sát của Quốc hội, giám sát của Đảng. Có những cái phiếu tín nhiệm cao thì hầu hết là rơi vào lãnh đạo Quốc hội và một số đồng chí trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thế và thậm chí là bên chính phủ thì có đến 5-6 vị là cái phiếu tín nhiệm cao ấy, là chưa được 50% số đại biểu tham gia bỏ phiếu. Thì đây là một cái tỷ lệ sự chênh lệch khá là đáng kể. Thế nguyên nhân như thế nào? Đấy, thì các cái hoạt động của Quốc hội chủ yếu là theo những kế hoạch hàng năm định ra rất là rõ ràng. Thế và các cái mục việc thì cơ bản là đã thực hiện tốt. Nhưng bên chính phủ thì ngược lại, tức là một cơ quan hành pháp, công việc khối lượng rất là lớn và phải giải quyết kịp thời. Những con số tỷ lệ phần trăm ấy nó cũng đã cung cấp cho cử tri và nhân dân được biết rằng Quốc hội với cách nhìn khách quan và công tâm đã thể hiện bằng lá phiếu của mình là cơ sở tham khảo rất quan trọng, nhất là chúng ta đang chuẩn bị tiến tới để chuẩn bị cho nhân sự đại hội 14 sắp tới và cũng là
quốc hội tiếp theo sau cái đại hội đảng toàn quốc. Chúng ta chờ mong ở một cái bước chuyển biến rất quan trọng trên cơ sở tham khảo cái kết quả phiếu lần này. Và có lẽ đấy là mục đích công tác xây dựng, bồi dưỡng, đào luyện cán bộ của chúng ta là công khai, minh bạch. Có thể thấy rằng ý kiến của các chuyên gia với lần lấy phiếu tín nhiệm này là rất xác đáng. Còn với đông đảo cử tri cả nước thì đợt lấy phiếu tín nhiệm lần này là một sự kiện quan trọng để cử tri có thể giám sát chất lượng hoạt động của 44 vị lãnh đạo nắm giữ các trọng trách quan trọng nhất của Quốc hội, của Chính phủ và của các cơ quan tư pháp cũng như là kiểm toán nhà nước. Ghi nhận ý kiến của các cử tri sau khi công bố kết quả lấy phiếu, nhiều ý kiến đồng tình với các nhận định của các vị đại biểu Quốc hội và họ cũng hy vọng rằng ngay sau đây sẽ có những thay đổi tích cực của từng vị lãnh đạo trong từng bộ, từng ngành, từng cơ quan để các chính sách cho người dân ngày càng thực chất và được hiệu quả hơn nữa. Nó là công tâm để những người đó nhận được là mình đã làm tốt với dân những cái gì, với đất nước cái gì, công tâm, minh bạch và sợ không trừ ngoại lệ gì cả. Thì đấy mới là điều mà người dân người ta mong muốn. Được bầu tín nhiệm thì quan tâm sâu sát hơn với dân và cần là chỉ đạo lãnh đạo những cái cán bộ nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của dân để biết được là dân họ khó khăn như thế nào và cần được phải vươn lên như thế nào. Không vì lợi ích nhóm, vì lợi ích này đấy khác mà làm trật đi cái độ tín nhiệm của những người có thể là làm đạt kết quả cao nhất nhưng mà là phiếu tín nhiệm thấp nhất. Qua theo dõi thì cũng thấy là đợt bỏ phiếu này cũng khá là nhiều phiếu được tín nhiệm khá là cao, thì qua đây cũng là một tín hiệu rất là đáng mừng cho thấy là thời gian vừa qua thì Quốc hội đã có những cái chính sách đổi mới và quan tâm sát sao hơn đối với người dân. Nhiều cán bộ sau khi mà được bầu xong, họ gần như là cái việc mà giám sát cái lời hứa của họ trước khi tranh cử thì cũng có mặc dù đặt ra nhưng mà cũng chưa được thực sự là vào thực chất. Nên chính vì vậy nên là cái việc mà lấy phiếu tín nhiệm này, chúng tôi kỳ vọng ở cái điều là mỗi một cái người được bầu, người ta sẽ phải chịu trách nhiệm hơn với bản thân mình, với lời hứa của mình trước cử tri. Mọi thứ nó càng ngày nó sẽ phải càng trở nên minh bạch hơn, dựa vào hiệu quả điều hành công việc cũng như là các cái yêu cầu về chuẩn đầu ra cho từng các cái vị trí công việc đó. Và qua đó thì chúng ta sẽ đánh giá và tìm kiếm được những cái cán bộ thực sự là có tâm, có tầm, có tài để tiếp tục giúp điều hành các cái mảng công việc của đất nước. Thưa quý vị, dù đây không phải là lần đầu tiên mà Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, nhưng lại là lần đầu tiên mà Quốc hội thực hiện lấy phiếu tín nhiệm theo nghị quyết 96 với rất nhiều điểm đổi mới. Không chỉ là tiêu chí đánh giá rộng hơn, cụ thể hơn, mà hệ quả của việc lấy phiếu tín nhiệm cũng sẽ trực tiếp hơn. Tuy là lần thứ tư này thì không có ai bị trên 50% là tín nhiệm thấp, nhưng cử tri kỳ vọng kết quả lần này sẽ mở ra một chặng đường, một hành động mới cho những cán bộ có số phiếu tín nhiệm chưa cao, giúp cho các cán bộ sẽ tự soi và tự sửa. Cử tri thì cũng bày tỏ tin tưởng rằng 2,5 năm còn lại, mỗi cán bộ hãy tiếp tục nỗ lực phấn đấu và dẫn dắt các bộ ngành, cơ quan mà mình lãnh đạo để có thể hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ của nửa cuối nhiệm kỳ mà nghị quyết của Đại hội lần thứ 13 của Đảng cũng đã đề ra. Còn bây giờ xin được quay trở lại với biên tập viên Tuấn Anh và Thu Hằng với những tin tức thời sự khác.